Chào cả nhà, Thaily đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ react một cái thanh niên 10 tuổi. 10 tuổi lớp mấy ta? 10 tuổi là lớp 4. Thanh niên này đã tham dự một cái camp của Boys Life. Nó là cái Junior On Camp năm 2021. Sau cái highlight của cái thanh niên này thì đến cả Stephen Curry còn phải bảo là mình đã học được một cái move mới của nó. Thì tôi nghĩ đây là một cái nhân tài. Tôi đảm bảo là sau này sớm muộn thì nó cũng nổi tiếng rồi. Bây giờ nó nổi tiếng sẵn rồi. Để xem thanh niên này làm được cái gì mà Stephen Curry còn phải nói là học được kỹ năng của nó ở trên Instagram nhá. Ok, let's go. Thấy không? Làm xong move đấy phát Curry kiểu tao vừa học được hai move mới. Vãi cả trường. Mọi người nhìn thấy cái move đấy của nó. Nó kiểu dẻo kinh khủng luôn ấy. Tôi thấy lạ một cái là ví dụ như ở độ tuổi, tầm tuổi của nó đến 10 tuổi ở Việt Nam ấy. Nếu mà những cái thằng bé 10 tuổi khác mà bị cái thằng này nó đảo cho như thế, ví dụ với một số cái move như thế, tôi nghĩ là không theo được. Chắc là nó phải tạo được cái khoảng cách ra tầm 2-3 mét thật. Chứ không hiểu tại sao mà bọn bé bé này vẫn có thể có khả năng kiểu sau khi bị nó cross các thứ xong rồi vẫn có khả năng theo được tiếp. Mình nghĩ là thằng này nó giỏi là một cái chuyện ok, khá rõ ràng rồi. Nhưng mà những cái thằng bé còn lại cũng không phải tầm thường đâu. Mình nghĩ nếu mà cái video làm highlight riêng cho những cái đứa khác thì chắc cũng không phải dạng vớ vẩn đâu. Tay trái luôn. Tay trái à? Tay trái, tay phải. Ném tay phải. Mọi người nhìn cái động tác của nó nhé. Lúc mà sau khi nó cross xong này, nó đi vào giữa, cái động tác pull up của nó cực chuẩn luôn. Và cái tay, cái form ném, mọi người nhìn cái form ném. 1-2. Bọn ông nhìn thấy cái form tay của nó cực chuẩn luôn. Mà đấy là nó còn đang bị hai thằng kèm gây áp lực ấy. Mà nó vẫn ra được cái form tay nguyên như thế. Mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào cái rổ luôn. Phải hiểu nó được rèn như nào. 10 tuổi. Hết gì có thứ ạ. Chưa kéo. Ao chừng quá. Một spin. Thế là đánh nửa sân à? Mẹ nó ném 3 hơn mình luôn. Và tôi nghĩ là cái rổ này là được hạ thấp rồi. Thấp xuống khoảng 2m6. Đúng không? Thì tầm này nó đánh mới được. Tại vì 10 tuổi mà. Tiêu chuẩn của cái rổ, của cái bọn là 10 tuổi là rổ nó phải thấp hơn cái rổ lứa lớn mình chơi. Chắc là tầm 2m6 gì đấy. 2m6, 2m8 gì đấy. Mọi người nhìn không? Cái động tác đảo của nó ấy, mắt nó nhìn lên phía trên, nó nhìn chằm chằm sang hai bên luôn. Không bao giờ nó nhìn xuống bóng luôn. Nó ném 3 son sọt sọt này. Tôi không hiểu là mấy ông xem video mấy ông cảm thấy thế nào, nhưng mà cái kỹ năng thằng này nó vẫn được rèn, tôi phải nói là khá hoàn hảo luôn. Lớp 4, 10 tuổi mà đã biết kiểu make contact, có nghĩa là tạo va chạm với đối thủ để chiếm vị trí rồi lên rổ. Mọi người nhìn thấy cái động tác của nó, nhìn lại nhá. Nhìn này, hút vào người bay ra luôn. Nếu cái tình huống đấy mà cái bạn áo trắng kia bạn đập vào tay là còn được N1. Đúng không? Không biết tình huống đấy có N1 không? Tại vì nó đã va chạm, nó chiếm cái vị trí trước rồi. Ông kia chỉ có cách là với được cái tay ra thôi. Nếu mà với trúng bóng thì không sao. Nhờ đập vào tay là N1 đúng không? Mà lại còn có vị trí rất tốt, nó lên rổ nữa. Động tác ok đấy. Này, không hiểu là một số thanh niên cấp 2, cấp 3 đánh với thằng này như nào? Việt Nam ấy. Có khi nó đảo cho lại gãy chân. Tư duy rất là tốt. Mọi người có thể thấy là
Thì là thanh niên này đột vào này, thì bạn ấy ngay lập tức bạn ấy thay đổi cái vị trí kèm mình, nó không ở cái khu vực wings để nó kèm cái bạn tóc trắng này nữa ấy, mà ngay lập tức nó chạy vào để nó hép cái bạn đồng đội của nó, tại vì nó nhìn thấy là bị đột phá qua rồi, ngay lập tức nó vào nó hép, và nó hép rất là kịp thời luôn. Mấy ông thấy nó kinh nghiệm không? Nó nhận được đường truyền từ ngoài vào này, nhận được đường truyền từ ngoài vào này, nó không ném luôn. Nó fake, tôi không hiểu tại sao cái chỗ này. Pump fake này, rất kinh nghiệm luôn, đúng không? Đánh vừa đánh được vị trí ngoài, vừa đánh được vị trí trong. Những cái tình huống mà đánh ở trong như này thì thường ấy, ai mà đánh PF hay là C ấy, thì mới có kinh nghiệm để mà làm. Mà mọi người thấy thằng bé nó 10 tuổi mà nó kinh nghiệm, nó đánh ở ngoài thì rõ ràng từ nãy đến giờ mọi ông xem, mọi ông thấy đúng không? Ở đây nó đánh trong là kinh nghiệm của hàng trong mà nó có thể pump fake này. Ông kia bay lên phát, đúng không? Rồi, ném. Chiếm vị trí đỉnh luôn. Bạn này đánh nửa sân. Ông này được dạy hét gì rất là tốt. Người nhìn cái động tác, khi mà nó đột phá qua, nó thường có hét gì một cái. Nó bật rộng hai cái chân nó ra, nó đưa tay rộng ra này, sau đó lắc người một cái. Người nhìn cái động tác lắc một cái xong rồi đi. Nhìn này, nhìn này. Hét gì, xong nó đột quá. Nó đột là nó kiểu không rén luôn. Nó đột là nó không biết rén luôn. Đi là nó cứ thấy nó đi thôi. Nhiều ông, mình thấy nhiều bạn chơi nha là bị cái thói quen này. Đột phá rõ ràng qua rồi nhưng mà lên rổ cứ phải đứng lại pump fake không nhừ để làm cái gì không biết, đúng không? Cái đấy rất là dốt. Nhìn cái kiểu của nó đánh nó không biết giày luôn. Một ăn lốc, hai ăn điểm, thế thôi, nhanh, không phải nghĩ nhiều. Hezzy à? Này, kinh nghiệm nhá. Quả 1 Hezzy đột đúng không? Đến quả 2 thằng kia sau khi Hezzy này, nó biết là thằng đối thủ, nó tưởng là nó sẽ đột, dừng lại nó pull up nó ném luôn. Và ông thấy nó kinh nghiệm không? Này là nó được rèn cực kỳ tốt luôn ấy. Ông huấn luyện viên nào mà rèn nó thằng này là hơi giỏi luôn ấy. Mọi người thấy đúng kiểu cái combo 3 move của nó. Mà cả ba cái move đấy nó đều xuất phát bằng một cái động tác, đấy là Hezzy. Đầu tiên nó luôn luôn nó set up đối thủ vào giữa, vào vị trí giữa của cái rổ. Rồi nó Hezzy. Thì cái tình huống Hezzy đầu tiên, ghi điểm đầu tiên là nó Hezzy, sau nó đột phá thẳng bằng cái tay đang kiểm soát bóng luôn. Tình huống thứ hai Hezzy, xong nó chuyển qua pull up ném. Thì đến tình huống thứ ba nó bắt đầu thay đổi Hezzy. Thì cái thằng đối thủ ấy nó nghĩ là một là ném, hai là đột phá bằng tay đấy, mà không, đến tình huống thứ ba nó vẫn có động tác khác. Nó là động tác counter, nó crossover Hezzy, xong nó crossover sang bên kia đột phá. Và ông này 10 tuổi đánh được bằng cả hai tay. Như cái tình huống đầu tiên mọi người nhìn có thể thấy rồi, nó lên rổ tay trái. Tôi cũng tưởng là nó thuận tay trái mà không phải. Nó lên rổ được cả hai tay, nó ném bằng tay phải, lên rổ tay trái, tay phải đều tốt. Nhìn mặt nó lại lùa. Hezzy tiếp tục quay lại bài đấy. Đúng không? Nó một bài thôi mà. Hezzy này, đột, Hezzy ném, Hezzy cross. Ăn điểm rồi. Và nó đánh không bị rén nhưng mà dám kiểu va chạm. Thủ tốt không? Thủ tốt chưa? Nhìn nhá, nhìn cái top vision nó tốt chưa? Không những cái kỹ thuật nó tốt mà cái court vision của nó cực kỳ ok luôn. Mọi người có thể nhìn thấy từ cái tình huống đây, tình huống này mọi người có thể nhìn thấy này, ngay khi nó bắt đầu nó kiểm soát quả bóng, nó bắt đầu nó đập này, thì mọi người có thể nhìn thấy mắt của nó này, nó đã bắt đầu có hướng, nó nhìn sang cái cánh phía bên kia của sân rồi đó. Mục tiêu là cái gì? Thứ nhất là nó kiểm soát được cái vị trí đứng của đối thủ là cái bạn áo trắng này, và thứ hai là bắt đầu nó nhìn được cái hướng đồng đội của nó ở đâu và nó tạo đường truyền. Đấy, đường truyền rất thông minh. Tại vì làm sao? Vì đồng đội nó đã vượt lên nó trước rất là xa rồi. Và cái thứ hai là cái bạn mà béo béo áo trắng này là bạn ấy đang có cái tầm nhìn là nhìn sang hướng của nó. Nếu giờ mà cái đường truyền này sang bên kia thành công ấy, thì cái bạn áo trắng này sẽ phải xoay cái hướng mặt lại thì mới nhìn được
cái bạn nhận bóng phía bên kia đang ở cái vị trí nào đúng không? Hoàn toàn bây giờ bạn áo trắng này, béo béo này là không biết ở đằng sau lưng mình, ở phía trước mình là đang có cái gì. Chỉ nhìn được mỗi cái bạn đang dẫn bóng ấy thôi. Đẩy. Ném vào hay không không biết, nhưng mà đấy là một cái lựa chọn đúng của nó. Không, không quan trọng. Đột phá qua này rất tự tin luôn. Đúng không? Bị hai cái một, ngay lập tức đẩy quả bóng sang cái corner bên kia, có bạn open luôn. Cái này nó nằm ở cái IQ của nó nhá, là nó biết khi đột phá vào thì nó sẽ mắc phải cái thằng đánh trong của bên đối phương. Thì cái drive kick cơ bản này nó nắm rất chắc rồi. Đấy là khi mà đột phá vào mà gặp người help ở trong, ngay lập tức nó đẩy cái quả bóng ra phía corner, phía cánh ngược lại. Một cái tư duy rất là thông minh. Và mình đoán là cái này nó được rèn, nó ăn ở trong đầu rồi. Đâm ra là nó xử lý rất là nhanh. Nó bị mắc phát là nó truyền được luôn. Và không không biết, không quan tâm. Không cần quan trọng là đồng đội ném vào hay không. Vấn đề là những cái quyết định các bạn đưa ra trận đấu nó phải đúng. Ví dụ bạn ấy truyền như thế rất là đúng đúng không? Bạn kia hoàn toàn open thôi, ném trượt là tại kỹ thuật thôi. Còn lại quyết định là hoàn toàn đúng. Tay trái dẫn bóng nhá. Đâu nó lên rổ tay trái chưa? Nó đột phá vào nó huých người bên tay phải. Sau đó lên rổ tay trái. Đúng hai tay như một chưa? Đấy cái lý do vì sao mà mọi người tập cơ bản rất rất nhiều. Hai tay nó phải như nhau được như thế. Từ bé ấy mà. Mấy ông thấy nó thông minh không? Tức là cái vị trí hép lùi đúng không? Thả rổ luôn. Nhìn lại nhá. Đột phá vào này. Không có hép này, hép tư này. Thả rổ luôn. Là con nhà người ta đúng không? Nó chạy luôn. Một cái nữa mọi người nhìn khi mà nó dẫn bóng ấy, cái tay còn lại, cái tay thủ nó luôn luôn nó đưa lên. Nó kẹp sát một người như này. Kẹp sát một người này. Mọi người nhìn cái động tác cái tay nó chưa? Đâu phải lúc nào có người phòng thủ thì cái tay mình mới phải đưa lên như thế. Lúc nào cái tay nó phải ở trong cái trạng thái như thế. Vì sao? Cái tay phòng thủ đấy đôi khi cái nhiệm vụ nó không chỉ ở phòng thủ, vì nó có thể là biến cái tay đấy thành cái tay đỡ quả bóng để ném luôn. Thì khi hai cái tay nó gần nhau, nó đưa lên gần sát như người nhà, thì cái việc mà nó ộp hai cái tay vào quả bóng để nó tạo thành cái hình ném nó rất là dễ, rất là nhanh. Đó, cho nên nhiều bạn để ý cho mình. Thậm chí là có một lần tôi xem một cái video của một ông dạy bóng rổ trên YouTube. Ông bảo là khi nhồi bóng thì chống tay xuống gối. Mình bảo what the fuck, cái đéo như vậy, mẹ bị thiểu năng à? Đéo sao như thế cũng làm YouTube lên dạy mọi người. Thì đây một cái điển hình anh em có thể nhìn. Lúc nào nhồi bóng tay còn lại phải đưa lên. Ok chưa nhỉ? Đồng đội đó thằng nào cũng thế chứ không phải riêng đâu. Kiểu nó đang kiểu bị áo trình ấy. Tay trái này. Mọi người nhìn nó đổi tay, nhìn nó đổi tay. Nó dẫn tay trái này lên sang tay phải như vậy. Tin. Đéo gì vậy? Tôi đảm bảo một số ông khi đánh phủi, đánh phiếc ấy, ở trình độ cấp 3 nhá. Hoặc cho đại học luôn ấy. Ở Việt Nam, đôi khi trong trận đấu mà vào những cái giải này không làm được những cái move như nó. Mọi người nhìn nhá. Một cái spin này. Đột vào step back. Bọn ông có tự tin là vào trong giải bọn ông làm được như thế không? Hay chỉ đi đánh phủi thôi? Mà đây lớp 10, anh em 10 tuổi, đây 10 tuổi làm được. Ok, mọi người nghĩ sao về thanh niên này? Thanh niên này là Will Conroy Jr. Các bạn nghĩ sao về nó?
Các bạn có nghĩ là sau này nó vào NBA không? Mình thì đoán chắc là không NBA thì cũng phải NCAA rồi, khả năng cao là như thế. Trừ cái trường hợp mà kiểu lớn lên nó bị giới hạn về chiều cao nhiều quá ấy. Ví dụ một cái bạn ngày xưa mình hay xem đấy là Julian Newman, thì bạn ấy đánh ở cái đợt trung học, có nghĩa là đợt cấp 2, bạn ấy đánh kiểu ai cũng nghĩ nó NBA chắc rồi, không thể nào mà không NBA được. Nhưng mà lên bắt đầu lên cấp 3 thì cái chiều cao bắt đầu bị giới hạn lại do gen bạn ý, rồi cách vận động bạn ý. Thế là thôi, cả một cái sự nghiệp tan tành. Tại vì cái lối đánh của bạn ý nó quá thiên về cá nhân, cho nên là nó không thể nào phù hợp được với cả những cái môi trường nó đòi hỏi cái tính đồng đội cao như kiểu NBA các thứ. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình. Chia sẻ cái ý kiến mọi người ở phía dưới phần bình luận, xem mọi người nghĩ như thế nào về thanh niên này. Mọi người có ai là em của mình hay là cháu của mình ha, các bạn quen một thằng cu nào đấy có tài năng và ok ở Việt Nam như thế này, thì nhớ để lại một cái thông tin liên hệ nào đấy cho mình. Mình rất là muốn được tìm hiểu và được biết thêm những cái nhân tài như thế. Tại vì thực chất bản thân mình là huấn luyện viên, mình rất là mong được khai phá ra những cái tài năng của các bạn học sinh hay là những cái bạn nhỏ ở cái lứa hiện tại, để mà sau này làm sao mà có cái phong trào bóng rổ của Việt Nam mình nó tốt lên. Đó. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.